tiểu sử Phương Trinh Jolie, nữ nghệ sĩ đa tài và chuyện tình với Lý Bình phi công kém tuổi. Khán giả Việt có lẽ đã quá quen thuộc với hình ảnh nữ diễn viên Phương Trinh Jolie, xinh đẹp đa tài trên màn ảnh. Hình ảnh của cô rất đa dạng qua các vai diễn từ cô sinh viên nghèo hiền lành, đến tiểu thư đài cát có phần đanh đá. Chính sự đa dạng ấy đã giúp khán giả có thể cảm nhận được một Phương Trinh mới lạ, không bị nhàm chán và thêm yêu thương nữ diễn viên xinh đẹp này hơn. Hãy cùng tìm hiểu qua về tiểu sử Phương Trinh Jolie để biết rõ hơn về cô nàng đa tài xinh đẹp này nhé. Jolie Phương Trinh sinh năm 1988, tên thật là Nguyễn Ngọc Phương Trinh, là một nữ ca sĩ, diễn viên được nhiều bạn trẻ yêu mến. Ca sĩ 8X sinh ra trong gia đình không tròn vẹn, bố mẹ ly hôn khi cô còn nhỏ và được dì nuôi nấng. Từ lúc còn học tiểu học, Phương Trinh Jolie đã có niềm đam mê ca hát, cô không ít lần tham gia các cuộc thi âm nhạc và dinh về giải thưởng lớn như giải nhất cuộc thi Hoa Phượng Đỏ của tỉnh An Giang, giải nhất tiếng hát truyền hình An Giang, ngôi sao tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, Hãy Nghe Tôi Hát 2017. Vì có tình yêu với âm nhạc mà khi tham dự tiếng hát truyền hình An Giang, Phương Trinh Jolie đã phải khai gian tuổi để đủ tiêu chuẩn tham dự cuộc thi. Vào thời điểm đó, nữ ca sĩ hoàn toàn hát theo bản năng chứ chưa từng được đào tạo, thế nhưng cô đã chinh phục thành công nhiều cuộc thi âm nhạc từ nhỏ đến lớn. Sau khi lên thành phố lập nghiệp, cô gặp lại mẹ mình, nhưng chớ trêu thay lúc ấy bà đã bị ung thư giai đoạn cuối và qua đời sau đó ít ngày. Cuộc sống của Phương Trinh Jolie vốn khó khăn, cô vừa học vừa theo đuổi nghệ thuật và tự xoay sở kinh tế. Giai đoạn thu nhập chưa ổn định, cô ở chung với một người chị họ để giải bớt kinh phí sinh hoạt. Khi chị về quê lấy chồng, Phương Trinh Jolie một mình bươn chải lo cho cuộc sống. Ở độ tuổi đôi mươi, cô gặp lại mẹ ruột và biết bà bị ung thư giai đoạn cuối. Gặp được ít hôm thì mẹ cô qua đời. Vì ở nhà thuê nên chủ nhà không có Phương Trinh Jolie đặt quan tài và làm tang lễ. Rơi vào cảnh trớ trêu, cô phải làm lễ an táng mẹ trong chùa. Sau này có điều kiện hơn, Phương Trinh Jolie mua một mảnh đất ở Bình Dương là nơi yên nghỉ cho mẹ. Với một quá khứ đầy ám ảnh, cô lấy đó là động lực để vươn lên và cũng thường xuyên chia sẻ câu chuyện của mình, để mong mọi người yêu thương, trân trọng tình cảm gia đình hơn. Sau biến cố mất mẹ, Phương Trinh Jolie tiếp tục duy trì đam mê ca hát bằng việc gia nhập một nhóm nhạc. Được ông bầu hứa hẹn nhiều điều, tuy nhiên chặng đường này của cô gặp thêm không ít trắc trở. Không phụ sự nỗ lực, chăm chỉ của bản thân, Phương Trinh Jolie dần có những chuyển biến tốt trong con đường ca hát, cô gặp được nhiều người giúp đỡ, và dần có những sản phẩm âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân như Khi Nào Anh Ghé Chơi, Nếu Yêu Thương Là Chuyện Một Người, Một Ngày Yêu, Từng Đêm, Nobody Like You. Bên cạnh việc ca hát, Phương Trinh Jolie còn tham gia đóng phim. Một số bộ phim ghi dấu tên tuổi của cô có thể kể đến như Gái Khôn Được Chồng, Sắc Đẹp Ngàn Cân, Tình Yêu Và Thử Thách, Gia Đình Là Số 1/1. Năng lực diễn xuất của nữ ca sĩ được đánh giá tốt, dù cô là diễn viên tay ngang. Phương Trinh Jolie còn nhận được vai chính trong bộ phim Tình Yêu Và Thử Thách. Mỹ Nhân 8X còn là một trong số ít nghệ sĩ thẳng thắn thừa nhận chuyện giao kéo, nữ ca sĩ cho hay cô đã từng làm mũi, mắt, cằm và tiêm tan mỡ má để có vẻ đẹp như hiện tại. Bản thân Phương Trinh Jolie cũng rất hài lòng với diện mạo của mình nên sẽ không can thiệp thẩm mỹ thêm nữa. Giờ nhóm nhạc có Ngân Khánh, Miko Lan Trinh, bồi thường 200 triệu đồng. Tháng 7 năm 2011, Phương Trinh Jolie tham gia nhóm Ami Gogo cùng với Miko Lan Trinh và Ngân Khánh. Tuy nhiên sau đó Ngân Khánh rời đi và nhóm cũng tan rã. Năm 2012, Phương Trinh Jolie rời nhóm nhạc Ami Gogo và phải đền hợp đồng lên đến 200 triệu đồng. Trong thời gian đó, cô chấm dứt mối quan hệ với bạn trai sau 5 năm quen biết, sang Mỹ cùng bà ngoại. Giữa 2013, nữ ca sĩ Phương Trinh Jolie Phương Trinh quyết định về nước, thay vì tiếp tục ca hát cô chọn đóng phim với lý do ca hát cần quá nhiều tiền để đầu tư. Năm 2017, Phương Trinh Jolie tham gia chương trình Hãy Nghe Tôi Hát, nữ ca sĩ được đánh giá cao khi hội tụ đủ các yếu tố là xinh đẹp, hát hay, có khả năng diễn xuất. Trong đêm chung kết, xuất sắc vượt qua hai giọng ca nam đáng gờm, Phương Trinh Jolie đoạt giải quán quân. Phương Trinh Jolie và mối tình ngọt ngào với Lý Bình. Phương Trinh Jolie là cô gái xinh đẹp, cá tính nên có không ít người đàn ông theo đuổi, tuy nhiên trong quá khứ cô từng vướng vào mối tình tay ba. Cụ thể, nữ ca sĩ quen với một vị doanh nhân, nhưng không hề biết người đàn ông này đã có người yêu, và càng bất ngờ hơn khi người yêu chính thức của anh ta là diễn viên Nguyệt Ánh. Sau khi biết chuyện, cả hai nữ diễn viên đều dứt khoát chia tay với vị doanh nhân nọ. Bẵng đi một thời gian, đến năm 2020 có nhiều tin đồn nữ ca sĩ hẹn hò với người mẫu, diễn viên Lý Bình nhưng cả hai đều giữ im lặng. Cho đến ngày 8 tháng 3 năm 2021, Phương Trinh Jolie chính thức xác nhận đang hẹn hò cùng Lý Bình, chàng trai kém cô 3 tuổi. Cả hai có nhiều lần hợp tác chung và dần nảy sinh tình cảm. Đối với Lý Bình, Phương Trinh Jolie là người hiểu chuyện và chân thành, anh không ngại chuyện tuổi tác vì cảm thấy cả hai hiểu nhau và đồng cảm mới là điều quan trọng.
gây chú ý với phát ngôn về tiêu chí chọn bạn trai thu nhập chỉ cần 100 triệu. Chia sẻ về tiêu chí nửa kia lý tưởng của mình, Phương Trinh Jolie từng cho biết, ngày trước, tôi có nhiều tiêu chuẩn lắm. Ai muốn quen tôi phải có nhà cửa, xe sang, dắt tôi đi du lịch nước ngoài một năm mấy lần. Nhưng giờ, tôi nghĩ người yêu tôi chỉ cần có một căn nhà là được, thu nhập chỉ cần 100 triệu đồng mỗi tháng. Bên cạnh đó nữ ca sĩ còn cho biết nhiều người có thể cho rằng những điều này là nực cười, nhưng những người đàn ông đi qua cuộc đời của cô kiếm 400 triệu mỗi tháng là bình thường. Phương Trinh Jolie và bí quyết giữ gìn nhan sắc. Không chỉ được yêu thích bởi khả năng diễn xuất đa dạng, Phương Trinh Jolie còn khiến khán giả ấn tượng với ngoại hình nóng bỏng. Cô thường xuyên khoe dáng trong nhiều trang phục bikini khiến chị em hâm mộ không thôi. Bí quyết để mãi luôn tươi tắn của Jolie là nhờ ngủ nghỉ hợp lý kết hợp với tập thể dục và yoga thường xuyên. Tôi nghĩ phụ nữ nên biết yêu thương và dành thời gian chăm sóc bản thân mình. Tuổi thanh xuân và nhan sắc của phụ nữ không thể tồn tại mãi nên tôi luôn trân trọng và muốn ghi lại những khoảnh khắc khi mình rực rỡ, tươi tắn nhất. Phương Trinh nói. Phương Trinh Jolie và quan điểm độc lập. Phương Trinh Jolie luôn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi suy nghĩ chín chắn và độc lập của cô nàng. Vì đã từng trải qua quá khứ nghèo khổ, đó cũng có thể là lý do giúp cô nàng có được suy nghĩ độc lập này. Cô nàng chia sẻ, với tôi, độc lập đến từ độc lập trong tài chính, độc lập trong suy nghĩ. Ngoài ra, sự độc lập còn đến từ chuyện mình cảm thấy tự tin, có thể nắm trong tay kinh tế ổn định mà không nhờ vả đến người đàn ông bên cạnh. Tôi nghĩ, các chị em nên biết bản thân mình cần gì, muốn gì và có thể làm được gì. Tôi không muốn mình chỉ làm bông hoa đẹp cho người đàn ông nào cả, tôi muốn mình đẹp là vì chính bản thân mình. Mà nếu như không có ai bên cạnh vào lúc này cũng không sao, cô nói thêm, cô nàng quan niệm hơn 30 tuổi mà còn độc thân cũng bình thường, chẳng có gì phải lo lắng cả. Mình có công việc tốt, lại được tự do làm điều mình thích thì đã là điều rất tuyệt vời. Chỉ cần sống tử tế và đàng hoàng, làm việc hết mình, biết yêu thương gia đình bè bạn mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đến một ngày, những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình. Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã chính thức tổ chức đám cưới để về chung một nhà. Trong ngày cưới, cả hai gây choáng vì số tiền sính lễ lên đến gần 10 tỷ đồng. Ngoài ra, chú rể cũng tiết lộ đã chi gần cả con mẹt cho việc tổ chức đám cưới. Ít ai biết được, trước khi có cuộc sống vương giả và đầy đủ như hiện tại thì Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã có những tháng ngày vô cùng cơ cực. Phương Trinh từng chật vật đến mức ở nhà thuê, không có chỗ đặt quan tài cho mẹ. Còn Lý Bình, trước khi trở thành diễn viên, đạo diễn cho các MV ca nhạc của vợ thì anh, cũng từng là một nhân viên soát vé ở rạp chiếu phim. Nhờ nỗ lực làm việc, kinh doanh, đến nay Phương Trinh Jolie và Lý Bình giàu cỡ nào, và hôn lễ hoành tráng đến mức gây bão cõi mạng. Ngày vui trăm năm của Phương Trinh Jolie, Lý Bình gây chú ý ngay khúc dạo đầu, khi đàng trai, đem bộ sính lễ gồm 88 cây vàng và bộ trang sức kim cương trị giá 2 tỷ đồng, tới nhà gái. Chia sẻ lý do Lý Bình chọn 88 cây vàng để làm sính lễ, ca sĩ em không muốn cô đơn cho biết, 88 là hai số cuối năm sinh của tôi. Ngoài ra, nó còn mang ý nghĩa là hai vợ chồng sẽ phát tài phát lộc. Ngoài ra, chú rể Lý Bình là người trực tiếp lái ô tô hạng sang trị giá hàng chục tỷ đồng dẫn đầu đoàn xe để đưa nàng về dinh. Nhìn hình ảnh đám cưới của Phương Trinh Jolie Lý Bình ngày 25 tháng 4, nhiều người hâm mộ liên tưởng đến hôn lễ vừa qua của Hyun Bin và Son Ye-jin, cặp đôi diễn viên nổi tiếng của xứ sở kim chi. Về đồ hoành tráng, khách mời là những nhân vật nổi tiếng, tính chất cổ tích, đám cưới của Phương Trinh Jolie Lý Bình không hề lép vế. Nếu so với hôn lễ cổ tích của cặp đôi diễn viên hạ cánh nơi anh, đến chúc phúc cho Phương Trinh Jolie, Lý Bình có các ngôi sao giải trí hàng đầu nước ta như A Hậu Kiều Loan, nghệ sĩ Ngân Quỳnh, Cao Thái Hà, Nam Cường, Hồ Bích Trâm, Kha Ly, Khả Như, ca sĩ diễn viên Trương Quỳnh Anh, Nhung Gư Mi Hò, Minh Luân, Lâm Vũ. Không gian lễ cưới của Phương Trinh Jolie, Lý Bình ngập màu sắc cổ tích, lộng lẫy. Một trong những bất ngờ lớn nhất, đáng chú ý nhất trong đám cưới của Phương Trinh Jolie Lý Bình, đó là nữ diễn viên phim Sắc Đẹp Ngàn Cân công bố con gái riêng 9 tuổi Mia, tên thật Nam Phương. Xuất hiện vào phút chót của buổi tiệc cưới, con gái riêng của ca sĩ diễn viên sinh năm 1988 tiến lên sân khấu, đứng cạnh mẹ đẻ và Lý Bình, nói, con chúc ba mẹ trăm năm hạnh phúc, sớm có em bé, khiến nhiều người xúc động. Tại một sự kiện trọng đại và đặc biệt, Phương Trinh Jolie lần đầu tiên công bố con gái riêng, được nhiều người đánh giá là hành động can đảm nhưng rất văn minh. Trước khi cưới Lý Bình cũng như trong hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên sinh năm 1988 chưa hề công khai việc có con và là mẹ đơn thân, dù có nhiều lời đồn về điều này. Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã về ở cùng nhau từ lâu, đậm chất ngôn tình. Phương Trinh Jolie và Lý Bình được đánh giá là cặp đôi vàng trong làng giải trí, như vợ chồng trưởng Giang Nhã Phương, Trấn Thành, Harry Won, Thúy Diễm Lương Thế Thành, Lý Bình kém Phương Trinh Jolie 3 tuổi, độ hot của cả hai trong giới giải trí có thể nói bất phân thắng bại.
ca sĩ Khi Nào Anh Ghé Chơi và diễn viên phim Trói Buộc Yêu Thương đã gặt hái được nhiều thành công trên con đường nghệ thuật, trở thành cặp đôi được chú ý nhất trong thời gian qua. Trước khi tiến tới hôn nhân, Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã hẹn hò trong 3 năm. Lúc đầu chưa công khai mối quan hệ, nhiều lúc khán giả chứng kiến họ đứng chung sân khấu, Lý Bình còn tham gia trong các MV nhạc của Phương Trinh Jolie. Ngoài ra, một trong hai người thường chia sẻ những bức ảnh tình tứ bên nhau lên mạng xã hội làm người hâm mộ ngỡ ngàng, ngơ ngác nhưng không ngán ngẩm mà tích cực đẩy thuyền cho cặp đôi. Lý Bình cùng bạn gái đã âm thầm dọn về ở cùng nhau trước khi tổ chức đám cưới khoảng 1 năm nay. Được biết, tháng 10 năm 2020 Lý Bình đã cầu hôn Phương Trinh Jolie và được bạn gái chấp thuận. Tới tháng 8 năm 2021, Phương Trinh Jolie và Lý Bình chính thức công khai mối quan hệ yêu đương và thông báo chốt đơn cưới. Cả hai dự định tổ chức đám cưới cổ tích vào cuối năm 2021, hôn lễ nho nhỏ ở bãi biển thật đẹp và lãng mạn. Tuy nhiên do dịch Covid-19 nên cả hai đã phải tính toán lại. Đến ngày 25 tháng 4 năm 2022, Phương Trinh Jolie và Lý Bình làm đám cưới với những nghi lễ truyền thống tại nhà riêng, tiệc cưới hoành tráng diễn ra vào chiều tối cùng ngày ở một trung tâm sự kiện có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong một chương trình trên sóng truyền hình, Phương Trinh Jolie chia sẻ, Lý Bình là người đàn ông mà cô có thể tin tưởng và trao gửi tình cảm, cũng như cuộc sống sau này. Lý Bình luôn là người bên cạnh động viên, hỗ trợ tôi. Nguồn năng lượng tích cực của anh ấy khiến tôi như cái cây khô héo trở nên tươi tắn vì được tưới nước kịp thời. Anh sửa được tính nóng nảy của tôi, và tôi học được cách sống chan hòa với mọi người xung quanh, Phương Trinh Jolie chia sẻ. Ngược lại, Lý Bình cũng đánh giá cao người vợ mới cưới của mình. Nam diễn viên phim Chiến Dịch Chống Ế cho biết, mỗi lần ngồi với bạn bè anh luôn tự hào kể về vợ mình. Thú thật tôi may mắn vì cưới được Phương Trinh Jolie, một người quá giỏi giang, chu toàn mọi thứ, Lý Bình cho biết.